Thưa quý vị, một thị trường khoa học và công nghệ lành mạnh và hiệu quả sẽ thúc đẩy tăng trưởng, năng suất và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Tại Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, để tháo gỡ những rào cản cho thị trường này, cần tạo những cú hích mạnh mẽ trong việc thương mại hóa các đề tài nghiên cứu khoa học. Theo Tổng cục Thống kê, 75% công nghệ và thiết bị của doanh nghiệp Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài. Đây là con số rất đáng suy nghĩ khi mà nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp ngày càng tăng. Trong khi đó, mỗi năm, nguồn cung sản phẩm khoa học từ các viện, trường rất lớn. Hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ có 22.500 thông tin về nguồn cung công nghệ, 365.000 thông tin về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, chỉ 16% doanh nghiệp coi các viện nghiên cứu, các trường đại học ở Việt Nam là nguồn cung hàng hóa này. Rõ ràng, thị trường khoa học và công nghệ trong nước còn đang nhiều bất cập. Nếu như mà các cái sản phẩm mình tốt mà mình lại không thể nào mà quảng bá đến được cho người tiêu dùng hay người dân hay là những cái người đối tượng gọi là khách hàng tiềm năng của mình thì thật là một cái vừa thiệt thòi cho nhà nước, vừa thiệt thòi cho nhà khoa học, đồng thời thì cũng là thiệt thòi cho cả người dùng nữa. Doanh nghiệp có nhu cầu, trong khi nhà khoa học thì loay hoay tìm đầu ra. Doanh thu mang lại được từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ hiện còn rất thấp. Giá trị hợp đồng mang lại được từ chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 30% so với tổng ngân sách dành cho khoa học và công nghệ. Phải có một cái đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu một cách khoa học, một cách thực tế để hai bên gặp nhau, bên nhà khoa học, bên doanh nghiệp gặp nhau và định giá được kết quả nghiên cứu. Và có cơ quan làm giúp cho các nhà khoa học, các doanh nghiệp việc đó. Thì hai người sẽ được trao đổi, thỏa thuận, ký kết hợp đồng với nhau và đưa kết quả nghiên cứu ấy vào trong thực tiễn. Nhận diện những khó khăn này, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ và từng địa phương, trong đó có Đà Nẵng, đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, những điểm nghẽn, cơ chế để thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ bằng cách thương mại hóa các sản phẩm, đề án nghiên cứu khoa học, xem khả năng ứng dụng vào thực tiễn là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cái cuộc thi năm nay á, là nó có tới 3 dự án cho tới 10 dự án là ở vòng chung kết là thuộc dạng là khoa học công nghệ. Đó là cái điều mà, và số lượng mà doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp mà tham gia vào cuộc thi á, là có hàm lượng khoa học công nghệ ngày càng nhiều hơn. Trong đó có những cái dự án là khoa học công nghệ đến từ sinh viên mới ra trường và các cái nhóm nghiên cứu khoa học công nghệ ở các trường đại học. Điều đó nó thể hiện rằng là các trường đại học cũng đã bắt đầu quan tâm tới các cái nghiên cứu và thương mại hóa các cái khoa học công nghệ. Các đề tài nghiên cứu khoa học nếu cứ mãi nằm trong ngăn kéo, không chỉ lãng phí chất xám, lãng phí tiền của, chi phí thực hiện đề tài, mà còn sẽ làm nản lòng, tâm huyết, niềm đam mê sáng tạo của những người nghiên cứu khoa học. Vì vậy, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ đang là vấn đề được đặt ra.